xin quý vị. Chị rất là xúc động được biết là vào phút chót Ý Lan và Quỳnh Hương đến chia vui với chị trong cái buổi nhạc hôm nay, một buổi nhạc mà có lẽ là không bao giờ chị có thể quên được. Và chị rất cảm ơn Ý Lan và Quỳnh Hương đã đến với chị đêm nay. Đó là một cái vinh dự và cũng là một sự ngạc nhiên hết sức quý báu. Xin cảm ơn hai em. Đến với chị là cái chuyện tự nhiên. Kính thưa quý vị, trong gia đình của chúng tôi thì bây giờ không còn nhiều anh chị em để có những cái cơ hội. Nhưng quý vị biết rằng chúng ta sống bên xứ Mỹ này bận rộn kinh khủng lắm và rất nhiều lo lắng trong đời sống. Đó là lý do mà tuy là nói là chị em nhưng có thể phải nói rằng cảm ơn buổi họp mặt ngày hôm nay, vì chị Mai Hương nghĩ đến khán thính giả yêu mến của chị cho nên chị mới có ngày hôm nay để ra mắt cùng với quý vị. Và cũng là có cơ hội này mà tất cả anh chị em chúng tôi lại có được một cơ hội đứng cùng với nhau trên một sân khấu. Xin chúc mừng chị thật là nhiều. Bao nhiêu lời tốt đẹp chúc mừng thì Quỳnh Hương nói hết rồi. Bây giờ không được khóc. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là mình phải vui. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc, em biết. Hạnh phúc và vui lắm thưa quý vị. Và cũng để cống hiến với quý vị, biết rằng quý vị đã thương yêu tiếng hát của nữ ca sĩ Mai Hương và một số các anh chị em nghệ sĩ có mặt ngày hôm nay, đã đến ngày hôm nay, thì Ý Lan Quỳnh Hương hôm nay cũng sẽ giúp vui đến cho tất cả quý vị một nhạc phẩm để cảm tạ sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Quỳnh Hương. Tặng chị Mai Hương. Cho phép Quỳnh Hương yêu cầu
Nữ ca sĩ Lan hát thêm một nhạc phẩm nữa để tặng đến cho tất cả quý vị. Và riêng tặng đến chị Mai Hương thì quý vị nghĩ ra sao? Yes! Quý vị hét to lên yes, yes, yes! Xin nhường sân khấu lại cho chị Lan. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, bây giờ thì sau một cái bài nó tươi vui như vậy, Ilan lại muốn trở lại với cái không khí thính phòng, một tình ca của nhạc sĩ Vũ Thành An. Ilan xin mời quý vị thưởng thức, được mang tên bài Không Tên số 8. Thank you.
rất nhiều.